Chào bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem một cái số nguyên n có phải số nguyên tố hay không. Số nguyên tố là số chỉ chia cho một phần chính nó, và ở đây cái số nguyên tố nhỏ nhất chính là số 2. Những cái số nguyên tố khác như là 3, 5, 7 đấy, thì chúng ta thấy là những cái số đấy đều thỏa mãn cái định nghĩa là chỉ chia cho một và chính nó. Input của chúng ta sẽ bao gồm nhiều dòng. Dòng đầu sẽ là số đồ bộ test T từ 1 trên 100. Tiếp theo là T dòng, mỗi dòng là một cái số nguyên nên N có trị tối của N không quá 149. Output thì với mỗi cái bộ test chúng ta sẽ hiển thị kết quả trên một dòng với cái định dạng test thử Y và kết quả Yes hoặc No. Trong trường hợp nếu như cái số N cần kiểm tra là số nguyên tố, chúng ta in ra Yes, còn ngược lại thì sẽ là No. Ở đây là cái ví dụ có 3 bộ test. Bộ test đầu tiên tờ bằng 1 thì test 1 kết quả là No. Tiếp theo, test 2, kết quả là yes, tại vì 3 là số nguyên tố. Test 3 thì cái kết quả ra là no, tại vì trừ 100 không phải là số nguyên tố. Đó. Thì như vậy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút xem là cái bài này sẽ làm như thế nào. Tại vì hiện tại chúng ta mới học đến phần vòng lặp for, chưa có học về phần hàm, cho nên mình sẽ thực hiện như thế này. Mình sẽ dùng một cái biến đánh dấu. Đấy, biến này giả định ban đầu là số n cần kiểm tra sẽ là số nguyên tố. Đấy. Thì nó sẽ là true. Sau đó mình sẽ sử dụng cái vòng lặp for cho y chạy từ 2 đến căn bậc 2 của n lấy phần nguyên. Trong quá trình chạy đấy, nếu như n mà chia cho y thì cái mình sẽ bật cái biến đánh dấu là n lúc này sẽ không phải là số nguyên tố nữa. Tại vì trong cái đoạn từ 2 đến căn bậc 2 của chính cái n đấy đã có một cái ước khác. Đúng không? Cho nên là cái số n lúc này không phải số nguyên tố, mình bật cái biến đánh dấu lên là for. Sau đó thì kết thúc cái vòng lặp, được chưa? Kết thúc vòng lặp xong ấy, thì xuống bên dưới vòng lặp mình sẽ kiểm tra lại cái biến đánh dấu đấy. Nếu như cái biến đánh dấu đấy vẫn giữ nguyên cái giá trị ban đầu như lúc đầu mình khởi tạo cho nó thì cái giá trị n chính là số nguyên tố, còn ngược lại thì chúng ta sẽ kết luận nó không phải số nguyên tố. Bây giờ mình sẽ thể hiện nó ở trong cái công cụ lập trình. Đây, đầu tiên là mình sẽ có cái gì t số lượng test, đọc số t này vào đã, d t. Rồi sau đó thì mình sẽ có vòng lặp for y bắt đầu từ 1, tiếp theo là y nhỏ hơn hoặc bằng t, rồi y này tăng lên. Ở trong đây mình có một cái giá trị n. Rồi, sau đó mình sẽ đọc cái thằng n này vào phần trăm d phá n. Đó, thì lúc này cái kết quả chúng ta đọc vào ấy thì sẽ đem đi kiểm tra. Ở đây mình sẽ kiểm tra là nếu như một cái số n nào đó mà nó nhỏ hơn 1 thì hiển nhiên nó không bao giờ là số nguyên tố rồi, đúng không nào? Nhỏ hơn 2 đi, tại vì 1 không phải là số nguyên tố. Nếu n nhỏ hơn 2 đây, thì chúng ta sẽ put s, đó là test thứ lúc này mình sẽ phải có một cái test phần trăm d hai chấm cái này là mình sẽ in ra cái giá trị của y để test từ y. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện ở đây, đó là đây chỗ này là printf, tại vì thằng putf nó không có hỗ trợ cái việc định dạng. Cái này thì kết quả sẽ là no. Đó. Ngược lại thì mình sẽ có cái biến đánh dấu int t y prime l sẽ bằng true. Rồi. Thì lúc này cái này mình sẽ cho nó bằng 1 đi. Tức là giả định ban đầu thì cái số n ấy là số nguyên tố,
Thì lúc này mình sẽ có một cái vòng lặp cho j bắt đầu từ 2, rồi j nhỏ hơn hoặc bằng cái giá trị của căn bậc 2 sqrt của cái thằng n đó, và cái thằng j này tăng lên. Kiểm tra nếu như mà n chia được cho j bằng 0 trong quá trình mà chạy từ 2 trên căn bậc 2 của n lên phần nguyên mà thấy rằng có cái giá trị j nào đó mà n chia hết, có nghĩa là n nó có thêm một ước đấy khác một và chính nó, như vậy thì mình sẽ cho cái y prime sẽ bằng 0 đấy. Và lúc này thì mình sẽ sử dụng một cái lệnh để kết thúc cái vòng lặp, đó là break. Chúng ta sẽ học cái break này ở trong những cái bài học kế tiếp nhé. Còn bây giờ chúng ta cứ sử dụng đi và hiểu đơn giản là nó tiến hành gán giá trị cho cái biến y prime, sau đó thì nó kết thúc cái vòng lặp này. Rồi sau khi kết thúc vòng lặp, mình sẽ kiểm tra nếu cái biến y prime mà nó giữ nguyên cái giá trị ban đầu thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta printf test thứ phần trăm d, kết quả là yes. Đấy, sau đó thì mình sẽ xuống dòng và cái phần trăm d này chính là cái thằng thứ y. Rồi còn chụp ngược lại else đây thì chúng ta copy lấy cái này này cho đây nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái này sẽ là no. Ok. Thì lúc này cái sqrt này nó là cái hàm để tính căn bậc 2. Tính căn bậc 2 thì chúng ta sẽ ép kiểu sang int và nó nằm trong cái thư viện. Các bạn include vào đây, include đó là math.h. Đó, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy để xem cái kết quả nhé. À đây. Chạy này. Ở đây có hai cái file chứa hàm main này. Thì mình sẽ bỏ một cái file đi nếu muốn nó run được. Đây, mình sẽ có 4 bộ test. Lúc này mình nhập vào số 1, số 3, số trừ 100 và một cái số nguyên tố nào đấy nhé. Số 1 thì hiển nhiên kết quả là no. Tiếp theo, số 3 thì nó là yes. Số trừ 100 thì kết quả sẽ là no. Và cuối cùng thì cái một cái giá trị số nguyên tố, ví dụ số 11 chẳng hạn, thì nó là yes. Đấy, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong cái bài số 8, đó là chúng ta kiểm tra xem một cái số nguyên n có phải là số nguyên tố hay không. Đấy. Các bạn có thể Google search để kiểm tra lại cái định nghĩa xem là có đúng số nguyên tố là số chính chia cho 1 và chính nó hay không nhé. Và ở trong cái bài này thì mình sử dụng cái kỹ thuật. Và kỹ thuật này thì có nhiều bạn là thấy hơi lạ. Đấy, tại vì mình giả định ở đây chỉ là dựa trên một cái biến này thôi, thế là xong. Thứ nhất đó là bắt đầu mình giả định cái số n ấy là số nguyên tố. Đấy, cho nên là mình sẽ gán y prime bằng 1. Trong ngôn ngữ lập trình C, mọi cái giá trị số khác 0 thì nó tương đương với giá trị true, được chưa? Và khi mình tiến hành lặp, tại sao mình lại lặp từ 2 đến phần nguyên căn bậc 2 của n? Tại vì các bạn thử phân tích ra xem. Trong cái đoạn từ 2 đến căn bậc 2 của n ấy, thì nếu như một số không phải số nguyên tố, nó luôn tồn tại cái nghiệm hay là ước. Đấy, ví dụ như là số 9 nhỉ. Thì trong cái đoạn từ 2 đến phần nguyên căn bậc 2 của 9 chính là 3. Thì từ 2 đến 3 thì có một số, số 3. Đấy, nó là ước của 9. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chỉ cần kiểm tra trong cái đoạn từ 2 đến căn bậc 2 của n để phần nguyên thì sẽ kết luận được là cái thằng n ấy nó có phải số nguyên tố hay không. Và nếu như phát hiện ra là
có một cái ước g nào đấy mà n chia cho g, thì chúng ta sẽ bật cái biến e prime này bằng 0, thì cái giá trị bằng 0 tương đương với false. Và khi mà đã phát hiện ra số n không phải số nguyên tố ấy, thì không cần phải làm gì nữa, kết thúc cái vòng lặp bằng cách là gọi đến lệnh break. Chi tiết thì các bạn xem ở trong cái bài liên quan đến break nhé. Và sau đấy thì mình sẽ xuống bên dưới vòng lặp, mình kiểm tra lại cái biến e prime. Nếu như e prime bằng true thì các bạn có thể viết trực tiếp như thế này đó, thì nó tương đương với cái việc là bằng bằng true đó, hoặc là bằng bằng một, thì mình có thể viết như này đấy, viết gọn nhé, và mình đưa ra cái kết luận. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc nội dung video tại đây nhé.